Ăn cơm phản ánh phẩm chất đạo đức con người. Kính thưa quý vị, cuộc sống này vốn phức tạp, chuyện ăn uống hàng ngày đâu chỉ là ăn uống, nó còn hàm chứa triết lý nhân sinh ở đời. Bữa ăn vốn chỉ là phép thử nhỏ, trước mặt người đối diện, toàn bộ những lời nói và hành động dù có là tâm cơ sâu kín đến chừng nào cũng khó lòng che giấu được hoàn toàn. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau để hiểu hơn về phẩm chất đạo đức của một người thông qua việc ăn uống. Thứ nhất, cách ăn thử lòng tin của một người. Gần đây, một công ty nổi tiếng đã tuyển dụng thêm 8 nhân viên và mời bọn họ cùng ăn một bữa cơm với các lãnh đạo. Ngay sau bữa ăn, hai người trong số đó đã bị loại. Lý do như sau. Trong số các ứng viên, có một người đặc biệt thích ăn cay. Anh ta gọi một số món cay đến nỗi chỉ một mình anh ta ăn nổi. Sau đó, khi đồ ăn được đưa lên, lần nào anh ta cũng dùng đũa gẩy lên gẩy xuống, vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm. Người còn lại thì rất hướng nội, từ đầu tới cuối đều không nói được mấy câu. Khi mọi người nâng ly, anh ta đều tham gia cùng và không kén chọn bất cứ món ăn nào. Tuy nhiên, khi bữa ăn sắp kết thúc, anh ta bắt đầu đỏ mặt tía tai, ăn nói lè nhè và thậm chí còn loạng choạng ngã từ trên ghế xuống sàn. Có thể thấy, người đầu tiên vừa ích kỷ và vừa thiếu văn hóa. Nếu đặt vào môi trường công việc, anh ta là điển hình của kiểu người không có tinh thần hợp tác, đoàn kết với cả nhóm. Người thứ hai sẽ luôn chăm chỉ làm việc, nhưng làm mà không biết định hướng, không biết cách dừng lại và còn thiếu hiểu biết về bản thân. Điều quan trọng nhất là nhân phẩm của anh ta trở nên khác biệt hoàn toàn sau khi quá chén, phơi bày bản chất thật sự ẩn bên trong, không giống như bề ngoài khiêm tốn. Thứ hai, cách ăn uống phản ánh đạo đức của một người. Có một người mời hẹn bạn đi ăn tối, tình cờ lại gặp bố mình tại nhà hàng, nên ba người cùng ăn cơm chung. Cả bữa ăn, ông bố đều ngồi yên lặng ăn cơm, thi thoảng mới nói một vài câu xã giao, còn lại để cho hai người trẻ thoải mái trò chuyện. Sau khi cơm xong ra về, ông bố mới bảo cậu con trai. Người bạn này của con không thể kết giao thâm tình được. Cậu con trai nghe vậy thấy làm lạ quá, nói. Người bạn này là do làm ăn nên con mới quen biết, cũng từng hợp tác mấy lần, đều có ấn tượng rất tốt. Ông bố đáp. Tuy bố không hiểu về người này, nhưng thông qua cách ăn cũng có thể biết được phần nào con người của họ ra sao. Bố để ý cách họ dùng đũa gắp thức ăn, mỗi lần đều đảo lộn thức ăn từ dưới đĩa lên đôi ba lần mới gắp. Đặc biệt đối với món cậu ta thích, thường cứ đảo tới đảo lui vài lần, cứ như thể đem thức ăn xào lại lần nữa trên đĩa vậy. Cậu con trai nghe xong nhưng không phục, cho rằng hoàn cảnh khác nhau, thói quen khác nhau, nên điều đó cũng chẳng thể đánh giá một con người tốt xấu được. Vậy nên, đừng lấy tiêu chuẩn bản thân mà đo lường người khác. Ông bố lắc đầu nói, nếu như một người trong cảnh khốn cùng gặp một đĩa ăn thơm ngon trước mắt thì không chú ý tới cách ăn, còn có thể lý giải. Đằng này, bạn con là người làm kinh doanh, cuộc sống vật chất về cơ bản không có gì phải bàn, vậy mà có kiểu ăn như thế. Đây là thể hiện một người có tư cách vị tư, chỉ biết đến lợi ích bản thân. Trên bàn ăn, bạn con chỉ chú trọng đến mình mà không để ý đến cảm thụ của người khác. Ăn uống thì dùng đũa đảo bới thức ăn. Nếu như trong làm ăn mà gặp phải xung đột lợi ích, ắt sẽ không từ thủ đoạn. Quả thật, thưa quý vị, phong cách ăn quan trọng 10 phần thì cách ứng xử trên bàn ăn cũng quan trọng 9 phần. Chỉ có người khống chế được cái miệng của mình trên bàn ăn mới là người khôn ngoan, biết kiểm soát và nắm giữ vận mệnh của chính mình. Những người có thói quen ăn uống tốt, luôn lịch sự, hòa nhã với mọi người sẽ ngày càng được tôn trọng, quý mến, con đường sự nghiệp sẽ ngày càng rộng mở. Thứ ba, tướng ăn phản ánh nền nếp gia phong của một gia đình. Giáo dục con cái là việc vô cùng quan trọng. Nó được thể hiện từ những chi tiết, việc làm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Tu dưỡng nhân phẩm cũng cần phải chú trọng từ những việc nhỏ nhặt như thế.
Con gái bà Hoài là cô gái trẻ trung xinh xắn, nhưng khi ăn uống lại luôn phát ra âm thanh, miệng lúc nào cũng chóp cha chóp chép, đặc biệt là khi uống nước canh. Không chỉ có vậy, bản tính lại thích ăn thịt, nên mỗi khi thức ăn đưa lên là cô kéo ngay đĩa thịt về trước mặt mình, ăn một mạch đến miếng cuối cùng mới chịu dừng đũa. Hồi còn bé, mỗi lần như vậy cô đều bị ông bà nhắc nhở, nhưng bà Hoài lại bênh. Ở nhà có túng thiếu gì đâu, trẻ con mà, muốn ăn thế nào cứ kệ nó, ăn cho thoải mái. Cuối cùng, chẳng ai thèm quản nữa. Giờ đây khi trưởng thành ra ngoài xã hội, công việc và cuộc sống của cô gái cứ bập bềnh trong gai, hầu như ai tiếp xúc một thời gian cũng thấy ngán ngẩm cái cách ăn uống đó. Một lần, công ty cô có đối tác quan trọng, mọi việc thỏa thuận cũng đã êm xuôi, chỉ đợi ngày ký hợp đồng. Hôm đó, sau cuộc họp kéo dài để chốt các điều khoản cuối cùng, kết thúc cuộc họp, cô mới đại diện công ty mời đối tác đi ăn. Nhưng kết quả là sau bữa ăn, họ đã thay đổi 180 độ, không chịu hợp tác nữa. Tìm hiểu ra lại chỉ vì cái tướng ăn của cô khiến họ e ngại, cảm thấy không tin tưởng để hợp tác nữa. Cũng chỉ vì cái kiểu ăn tham lam, thô lỗ mà nhiều lần có cơ hội đề cao, thăng tiến trong công việc, nhưng cô lại bị dậm chân tại chỗ. Quý vị thân mến, người xưa có câu, thử ngọc phải thiêu đủ 3 ngày, luận gỗ phải đợi đến 7 năm. Do vậy, để đánh giá, nhìn nhận một con người trước khi kết giao bạn bè hay hợp tác làm ăn, thì ta phải đặt họ vào những hoàn cảnh đặc biệt, những tình huống động chạm nhất tới tâm của họ. Tiếp theo sau đây là 9 cách để nhận biết phẩm chất đạo đức của một người. Đây là những kinh nghiệm triết lý được đúc kết lại và lưu truyền suốt hàng ngàn năm qua. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm. Thứ nhất, khoảng cách. Khoảng cách là thước đo mối quan hệ tốt xấu của hai người, có thể giúp hiểu nhau hơn. Nếu như tình cảm giữa hai người đủ mạnh, có cùng mục tiêu và sự giống nhau về lý tưởng, thì mối quan hệ giữa họ sẽ không bị trói buộc bởi khoảng cách và thời gian. Ngược lại, nếu như mối quan hệ giữa hai người duy trì dựa vào lợi ích và địa vị, thì lâu dần khoảng cách sẽ kéo họ ra xa nhau, mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên không thân thiết nữa. Thứ hai, tiền bạc. Tiền tài là cách trực tiếp để khảo nghiệm năng lực ý chí và phẩm hạnh của một người, đồng thời cũng là khâu thường xuyên xảy ra vấn đề nhất trong quan hệ giữa con người với con người. Không ít mối quan hệ tốt bởi vì vay tiền trường kỳ không trả hoặc không có khả năng hoàn lại mà dẫn đến tuyệt giao. Tiền tài tuy là vật ngoài thân nhưng lại là vật đảm bảo cuộc sống yên ổn, căn bản của mỗi người. Cho nên dù là bạn bè tốt thì tiền tài vẫn phải tính toán rõ ràng. Thứ ba, nhờ giúp đỡ gấp. Cuộc sống chính là như vậy. Thông thường chỉ khi rơi vào khó khăn, bế tắc, chúng ta mới biết được ai thực sự là bạn, là người thân của mình. Người bạn quen có thể là rất nhiều, người bạn biết cũng là rất nhiều. Nhưng người có thể thực sự giúp đỡ bạn khi khốn khó mới thực sự quan trọng. Tuy nhiên, điều này ta cũng cần xem xét hai trường hợp. Một là việc đó phải nằm trong khả năng của họ. Hai là bạn phải có chỗ đứng tương đối quan trọng trong lòng họ. Thứ tư, thân cận. Hai người kết giao nhiều năm, mối quan hệ sẽ trở nên ngang hàng, bình đẳng. Trong mối quan hệ bình đẳng, lễ phép, tu dưỡng, kiến thức của một người có thể càng hiện rõ ra trước mặt đối phương. Nếu như trong kết giao nhiều năm, một người luôn cung kính, luôn khiêm tốn đối đãi với mọi người, thì người đó đáng giá để kết bạn. Thứ năm, tình huống phức tạp. Người có năng lực có thể chia thành hai kiểu là năng lực và khả năng chịu áp lực. Thông thường, độ cao thấp của năng lực của một người thường được thể hiện ra khi họ đang phải chịu áp lực. Áp lực sẽ làm rối sự phán đoán và hành vi của một người. Nếu như ngay trong hoàn cảnh áp lực cao mà người đó vẫn nghĩ được ra phương pháp phù hợp, thì đó là người có năng lực không kém. Thứ sáu, vấn đề bất ngờ. Vấn đề bất ngờ,
ngoài việc giúp nhìn ra trình độ trí lực của một người, còn giúp nhìn ra tốc độ phản ứng và khả năng khống chế cảm xúc của người đó. Câu trả lời của đối phương trong tình trạng tiếp nhận vấn đề bất ngờ cũng không nhất thiết chú trọng vào đúng sai, mà mấu chốt là người đó phản ứng kịp thời, đưa ra được đáp án phù hợp là được. Thứ 7. Lúc hoạn nạn. Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình. Một người lúc ở trên đỉnh vinh quang sẽ có vô số người ở bên cạnh mình. Nhưng ở vào thời khắc hoạn nạn mới biết đâu là người chân tình. Đây cũng là người bạn tốt, có khí tiết. Vậy nên, chọn người kết giao chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Giống như một xe khoai tây chất đầy không bằng cầm theo một viên ngọc quý. Thứ 8. Rượu. Dân gian có câu, tửu phẩm như nhân phẩm, nghĩa là phẩm chất của rượu như phẩm chất của người, và tửu hậu thổ chân ngôn, nghĩa là lúc say mới nói lời thật. Tuy nhiên mỗi người khi say lại có biểu hiện khác nhau, có người chỉ vùi đầu vào ngủ, cũng không thể đánh giá được gì nhiều. Vì vậy, riêng biểu hiện khi say này chỉ có thể dùng để tham khảo, cũng không thể hoàn toàn dựa vào tửu phẩm mà đánh giá nhân phẩm được. Thứ 9. Từ nơi gặp gỡ có thể nhìn ra cách đối nhân xử thế. Giao lưu, tiếp xúc với một người chính là thể hiện năng lực cơ bản của đối nhân xử thế. Có thể xử lý tốt hay không, không chỉ là vấn đề năng lực cá nhân mà còn là có quan hệ mật thiết với cách đối đãi của họ. Thực tế đã cho chúng ta nhận ra rằng không phải cứ người học cao, hiểu rộng thì năng lực cơ bản của đối nhân xử thế tốt và ngược lại. Ví dụ, cùng họ ngồi ăn cơm, chỉ cần nhìn cách ăn uống, tư thái, dáng vẻ ngồi là có thể hiểu đôi phần về cách đối nhân xử thế của họ. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.